nghệ sĩ Trọng Thanh, học trò của nghệ sĩ Thanh Tú, qua đời. Nghệ sĩ Trọng Thanh là người được nghệ sĩ Thanh Tú truyền đạt nhiều kinh nghiệm, hướng dẫn theo nghề với giọng ca mùi mẫn, chuyên đóng những vai hiền lành, chân chất. Nghệ sĩ Trọng Thanh tên thật là Mai Hữu Phước, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1957 tại Bến Tre. Ông trút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ ngày 10 tháng 7 tại nhà riêng do đột quỵ, thọ 67 tuổi. Chị Nguyễn Kim Loan, người thân của nghệ sĩ Trọng Thanh, cho biết, hôm qua, chúng tôi vừa đến viếng mộ nghệ sĩ Thanh Tú, nghệ sĩ Vũ Linh. Anh Trọng Thanh còn rất khỏe, nhưng không ngờ anh ấy lại ra đi do cơn đột quỵ. Đúng ra sáng nay gia đình chúng tôi sẽ đi Đà Nẵng để trao quà từ thiện cho những hộ dân nghèo. Anh Trọng Thanh đã rời xa chúng tôi vĩnh viễn rồi, chị Nguyễn Kim Loan hòa khóc. Ông là cán bộ phòng văn hóa thông tin huyện Châu Thành, nhờ có giọng ca trầm ấm, gương mặt sáng sân khấu nên nghệ sĩ Thanh Tú trong một lần đưa đoàn cải lương Thanh Tú, Trang Bích Liễu về biểu diễn đã phát hiện và động viên ông theo nghề diễn. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Trọng Thanh từng kể, ban đầu ông xin phép cơ quan cho theo đoàn cải lương để đúc kết kinh nghiệm, sau đó về lại địa phương gây dựng một đoàn hát. Nhưng rồi nghề diễn viên đã cuốn hút ông. Sau 3 tháng đi thực tế, ông xin phép nghỉ việc và gắn bó với sân khấu cho đến ngày hôm nay. Ban đầu theo nghề, ông lấy nghệ danh là Châu Phước, sau đó khi về diễn tại đoàn cải lương Cà Mau, ông được nghệ sĩ ưu tú Minh Sang đổi nghệ danh là Trọng Thanh. Trong sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Trọng Thanh đã diễn nhiều thể loại vai, ông được khán giả yêu mến qua nhiều vở, Mái Tóc Người Vợ Trẻ, Giọt Máu Oan Cừu, Bạch Viên, Tôn Cát, Tình Sử Dương Quý Phi, Sử Án Phi Giao, Huyền Trân Công Chúa, Qua Cầu Thiên Mã. Một thời gian dài nghệ sĩ Trọng Thanh gắn bó với nhóm nghệ sĩ Vũ Luân, với công tác ngoại vụ đã giúp đoàn xã hội hóa này hoạt động thành công, trở thành đơn vị nghệ thuật tuồng cổ đầu tiên hoạt động dưới hình thức xã hội hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Trọng Thanh còn tích cực tham gia biểu diễn trong chương trình Làng Điệu Phương Nam do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện suốt 4 năm, biểu diễn phục vụ khán giả miễn phí vào ngày 4 hàng tháng tại nhà hát thành phố. Trên sân khấu này ông đã tái hiện các vai diễn như Minh, trích đoạn Tôn Ánh Nguyệt, Ông Bụt, trích đoạn Tấm Cám, Lý Thông, trích đoạn Thạch Sanh, Lý Thông, Mai An Quân, trích đoạn Dệt Gấm. Các nghệ sĩ đồng nghiệp đã bày tỏ sự xúc động khi biết tin nghệ sĩ Trọng Thanh ra đi đột ngột. Chị Nguyễn Kim Loan đã khóc thật nhiều, chị gần như là người thân sát cánh bên nghệ sĩ Trọng Thanh suốt 12 năm qua. Anh ấy sống chân thành, hiền lành, không bao giờ làm phiền ai. Anh ấy cũng không có vợ con, hiện có 3 người em ở Đức Hòa, Long An mà chúng tôi không liên lạc được. Vì từ khi rời gia đình theo nghề hát, khi ba má anh qua đời, anh chọn sân khấu là nhà, nghệ sĩ là người thân. Ít có dịp liên lạc với các em. Tôi mong qua tâm sự này, các em của anh sẽ đến thắp hương tiễn biệt người anh đã trót trao trái tim và niềm đam mê cho sân khấu, chị Nguyễn Kim Loan nói. Tang lễ của nghệ sĩ Trọng Thanh được tiến hành tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, 336 Trần Phú, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.